Cảm ơn mọi người đã cầu nguyện cho mình mong bình phục. Và lẹ quá chừng bà con, coi như nhờ sự cầu nguyện của bà con đó, thành ra bây giờ mình mới chỉ có hơi có một ngày à. Từ ngày hôm qua tới ngày hôm nay là hết được một ngày rồi. Thì bây giờ mình có thể bỏ băng ra là được rồi, và có thể thở bằng mũi được rồi. Quá tuyệt vời. Cảm ơn bà con nhiều nha. Bà con đã dâng lời cầu nguyện cho mình được mau bình phục. Và theo như bác sĩ ở trên đó người ta nói thì phải 3 ngày thì mới có thể bình phục được, coi thở thở được thôi. Nhưng mà vừa rồi về nhà đó thì nó cũng nghẹt mũi quá chừng đi, rồi sau đó cái mình thông mũi rồi và hỉ mũi ra đó, nên nó có cục máu đông bự thì bự nè, nó bay ra ngoài. Bây giờ mình có thể thở bằng mũi được, quá tuyệt vời. Coi như khỏi phải thở bằng miệng nữa. Rồi cảm ơn mọi người nhiều nha. Rồi ngày hôm nay mình coi như không dám ngủ vậy, giống như ngày hôm qua vậy đó. Ngủ không được, cái mình đi đâu quay cái ngôi sao chổi đó. Quay ngôi sao chổi thì coi như nó không có bị ảnh hưởng cái thở khó khăn của mình. Thì như giống ngày hôm nay thì về nhà cũng không dám nằm nữa. Đi vòng để cái đi làm cái này làm kia cho nó quên đi, quên cái thở đi, tại vì mình thở bằng mồm á, bằng miệng á, nó làm khô cái cổ chịu không nổi. Nên là cái mình ráng đi vòng này rồi tập thở bằng mũi. Nhưng mà cái ngày hôm nay đặc biệt nhất là mình lấy cái bình để mà thông mũi á, với cái nước sát trùng của nó, rồi mình bơm vô trong cái mũi hai bên, rồi sau cái sau mấy tiếng đồng hồ nó nghẹt quá, cái mình hỉ mũi ra, nó đi, nó bay ra hết mấy cái máu đông ở trong đó ra. Thì bây giờ coi như máu hết chạy rồi, coi như bây giờ mình thở bằng mũi được rồi. Coi như cảm ơn Chúa nhiều, cảm ơn tất cả bà con đã dâng lời cầu nguyện cho mình để mình mau bình phục. Rồi bây giờ mình cũng vòng phía ngoài để quan sát cảnh vật ở ngoài này. Rồi nếu mà hôm nay là ngày cuối cùng để mà coi sao chổi nè, nhưng mà mình coi bằng mắt thường không thấy nổi bà con ơi, coi như phải dùng ống dòm mới được. Mà ống dòm thì cái hôm vừa rồi mấy đứa nhỏ nó nghịch á, nó bị bể thì nó mình giục đi mất tiêu rồi. Cái đó xài cũng được, mà đi bể thì giục đi, bây giờ coi như chịu thôi. Mình không có, mình muốn coi bằng mắt thường á, để mọi người có thể chiêm ngưỡng được cái tốt đẹp của ông trời ban cho con người. Nhưng mà không cách nào để nhìn được. Thì hôm nay là ngày cuối nè, thì hy vọng coi mình có thể, mình ra ngoài này mình coi để có thể cho bà con thấy được cái ơn ông trời ban cho con người. Thì hy vọng ngày cuối cùng mình có thể thấy được. Để nếu mà thấy được thì mình sẽ quay lên để thảy lên cho bà con coi. Còn nếu mà dùng tới dụng cụ như ống dòm á, thì chỉ được một số người coi thôi, còn mình cũng không được. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả bà con cô bác nha, đã cầu nguyện cho mình để được mình được mau bình phục. Và sau một ngày thì bây giờ thở được bằng mũi thì quá tuyệt vời, coi như rất là nhanh. Rồi cảm ơn mọi người nhiều nha. Rồi bye bye nha. Rồi.